rồi cứ liên tục nhìn lại xem coi tình hình dịch bệnh nó diễn tiến như thế nào, mua nó chuyển biến như thế nào để mình có những cái đối sách mới. Bởi vì cái đối sách này rõ ràng là nó để đối phó với dịch bệnh chứ không phải để phát triển doanh nghiệp. Rồi khi mà dịch nó bùng phát vào khoảng tháng 3, tháng 4 gì đó, đây là những cái cách để chúng ta kiểm soát chi phí. Thế thì thế đó làm gì? Đó là, thứ nhất là thấy là cái khoản thuê là một trong những chi phí lớn thì cũng cách đi cắt nó. Theo các bạn tài chính thì thuê là chi phí cố định, không thay đổi được. Nghĩa là đã trả là không có thay đổi được. Mình thấy động nói cố định thì kệ nó chứ, tôi sẽ cho nó biến động. Và đi một vòng và lấy về 200 tỷ tiền giảm giá thuê. Bởi vì mình biết là cái này khó khăn thật chứ không phải mình tung hỏa mù với đối tác của mình. Mà khó khăn thật mà bạn còn làm khó tôi nữa thì thôi, tôi trả mặt bằng chứ làm gì bây giờ. Thế thì đánh giá những mặt bằng mà doanh thu nó không tương xứng với lại cái giá thuê. Cái tỷ lệ thuê trên doanh thu của Thế Động nó chỉ khoảng 1.5-2% thôi. Phần nào mà nó bất thường là nó được đưa lên bàn để xử. Và các bạn sẽ thấy cũng có nhiều shop, khá nhiều shop đóng á. Trên đường từ Cần Thơ đi về ấy thấy có 2-3 shop đóng á. Là bởi vì cái doanh thu nó không tương xứng với lại cái tiền thuê. Em tên là Vinh, em cũng công tác ở FPT cùng chỗ với anh Tiến. Em ngồi ở ban kinh doanh của tập đoàn. Từ góc độ lãnh đạo một cái doanh nghiệp thì em xin phép có hai câu hỏi nhỏ. Một đấy là anh Tài chia sẻ là chi phí thuê mặt bằng của toàn bộ hệ thống Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh chiếm chưa đến 2% doanh thu. Thực sự con số này là con số cực kỳ đáng kinh ngạc. Tất nhiên cái này không phải hỏi để cho chuỗi FPT Shop mà là em muốn anh. Ok, bạn ơi mình. Vâng, đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là trong cái phần, tại vì bọn em cũng ngồi họp rất là nhiều cho cái chuyện Covid, cả FPT cũng bò ra. Thế thì thấy trong cái phần trình bày của anh ấy, trong cái phần keynote speech ấy, thì có một cái phần đấy là trong Covid thì anh lại không kích cầu để bán hàng. Thì cái này có vẻ như là bọn em đang thấy nó hơi không giống lắm so với cả các cái doanh nghiệp khác hoặc là tập đoàn. Okay. Bởi vì là trong thì cái bán hàng là chuyện quan trọng mà mình càng phải bán. Bản thân FPT bọn em bây giờ đang ra sức để bán. Nếu không thì không thể nào mà lo được việc làm cho. Vậy có hai câu đó rồi. Không em? Vâng, thì nhờ anh Tài chia sẻ thêm xem là cái logic của cái quyết định đấy là thế nào ạ? Yeah. Vâng, em cảm ơn ạ. Cái 2% là của Thế Động Điện Máy Xanh nha, anh không nói của Bách Hóa Xanh. Bởi vì cái doanh thu bình quân của một shop Bách Hóa Xanh hiện nay nó chỉ khoảng 1-2 tỷ thôi. Thì với cái mức doanh thu đó là cái tỷ lệ đó nó đang dâng cao hơn. Thật ra tại sao cái tỷ lệ đó thấp? Đơn giản là vì doanh thu mình hơn thiên hạ, vậy thôi. Hai cái shop đối diện nhau chắc chắn là doanh thu của Thế Động nó phải gấp 1.5 thậm chí gấp 2 lần của đối thủ cạnh tranh. Thì nếu mà Thế Động đang 2% thì chắc anh ước FPT chắc phải 4-5%. Em về em hỏi lại cái nội bộ em nói đúng không? Điều đó không có nghĩa là anh đè, không có nghĩa là anh đè chủ nhà ra, anh làm khó họ và bắt họ cho thuê rẻ. Bởi vì cái này là quan hệ thương lượng mà, đâu ai đè được ai. Tức là anh, thậm chí anh có cảm giác là anh còn trả cao hơn cho của những người khác đâu đó khoảng 10-15% nữa. Anh có cảm giác như vậy. Bởi vì mình đang lấy những cái vị trí chiến lược và mình sẵn sàng trả hơn để lấy nó. Nhưng mà bởi vì cái doanh thu trên một cái mét vuông của nó cao hơn rất là nhiều thì nó dẫn đến cái tỷ lệ nó thấp. Cái câu hỏi thứ hai của em là tại sao không kích cầu à? Thôi bây giờ nói về cái ngành du lịch đi cho em thấy rõ. Anh có người bạn bên Thiên Minh Group thì tại sao không kích cầu? Bởi vì có cầu đâu mà kích, người ta có muốn đi du lịch đâu, lúc này trốn trốn ở nhà, tiền thì không có, ông kích cái gì. Thường thường đầu tư là người ta tính là tôi bỏ một đồng ra thì doanh thu tôi nó tăng lên bao nhiêu. Thì trong những cái lúc mà nó đang sung sức á, ông bỏ một đồng ra tự nhiên là cái hiệu quả nó quay về liền. Còn bây giờ em bỏ tiền ra thì tiền không quay về và nó đổ xuống biển. Tức là cũng cái đầu tư đó, thành ra năm nay các bạn thấy là Thế Động không xây dựng thương hiệu, không tập trung vào khuyến mãi vân 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 vân. Còn những cái khuyến mãi đang chạy á, là cơ bản là thiên hạ kích á. Thôi ông hãng không dư tiền đem đưa đây tôi làm thì ok, anh không có vấn đề với cái đó. Nhưng mà nói mình bỏ tiền ra để kích cầu là không ạ. Bởi vì anh không nghĩ là đây là cái thời điểm phù hợp. Và rồi mình kích lên, rồi ông kia cũng kích, cuối cùng rồi chi phí đi đâu? Khách hàng chỉ có bấy nhiêu thôi. Thậm chí khách hàng đang đi lùi nữa. Năm vừa rồi là năm mà điện thoại, điện máy là tổng thị trường đang đi lùi. Ở trong cái bối cảnh trước đây là giả sử như là bán 8 triệu cái điện thoại một năm, cả thị trường bán 10 triệu cái điện thoại một năm. Bây giờ nó xuống còn 8 triệu, ông kích ông lấy cái gì? Ông kích là ông lấy của thiên hạ chứ lấy của ai? Của thiên hạ đứng yên ở trong kích à? Hai thằng bỏ tiền vô thì sao? Nếu bỏ cùng tỷ lệ như nhau thì ông có cùng khách hàng như nhau. Ông bỏ nhiều hơn thì ông lấy về được chút, nhưng mà ông lấy nhiều về trên cái tinh thần nó đang sụt giảm thì nó không đáng. Tốt nhất là thôi giữ lợi nhuận. Trước đây khuyến mãi nhiều nhiều thì giờ giảm khuyến mãi đi chút. Và cái cách để đè thiên hạ là có những cái điện thoại hay là những cái sản phẩm mà chỉ có mình bán thôi thì nước nó đổ về chỗ chúng. Thế Động cũng đang độc quyền vài cái điện thoại bán rất là khủng. Đó là cái cách mà chúng ta tìm kiếm lợi nhuận. Không có cầu thôi đừng kích, kích nó tốn tiền vô ích.
nhớ bấm nút theo dõi Sát Đàm Việt Nam và các chuyên mục hấp dẫn tại đây.